không chợt cái bạch hả? Có chợt không? Hello, hello, xin chào cả nhà. Thì đây là đường lộ ở khóm 3, thị trấn Lai Dung. Đang trong quá trình làm lộ. Quay là con tính tiền đó nha. Quay phim là con tính tiền á. Quay phim là tao con tính tiền nè nha. Bán con nhiều. Đó. Đường lộ đang làm đây các bạn ơi. Hôm trước mấy chỗ này là chú bứng mấy cây bông giang lên, giờ đã được đắp đất hết rồi. Trời, ông cũng làm máu lửa ghê ha, ông gốc mai kìa. Mai toàn là mai lùn. Ghê không? Có một cây mai hồi lâu. Quay. Chơi chứ bông giang đó mở người ta cũng mua đó mà tại mấy giờ mấy chục gốc đây chú bảy? 200 gốc mai. 250 triệu đó. Wow. Chơi luôn. Ừ, cũng chơi máu lửa ghê ha. Kéo lên. Lỡ yêu rồi, yêu luôn. Rồi. Mấy bông trang bự này hôm trước bứng ở dưới mấy lộ lên nè các bạn ơi, bây giờ chú đang thanh lý. Thanh lý hết các gốc bông trang này. Đây có gốc gốc màu vàng. Gốc cây khá là to này nha các bạn. Trời ơi, ổng cạnh tranh với mình nữa, ghê thiệt. Đâu có bán đâu, đem đi vườn trồng. Dạ hả? Mới là đem chợ mốt, là đem trồng hết. Trồng bỏ đại quá. Giờ chứ còn mấy cây này bự này nè, mua chút bán cho. Dạ, mấy gốc bự nè. Đâu có, hết á. Đứng cây nào mà đó, được cây nào được, bán cho bạn nó rẻ cả. Mở bông mọi kia mua, ổng kêu nhổ lên mua đi mà. Mua luôn mà, tại vì chưa mua cái đó để trồng. Ê, mày dây thầy. Đâu á, ông kia đâu á. Không đòi mua cây bự đó nữa đó. Mà chưa bán ông về muốn thành với con hạ. Đây nè, gốc này bự nè. Cái gốc đó, gốc lần đó. Thấy ông, cái kia không? Chị hơi không? Chị kia không? Ngồi với kia đẹp rồi. Rồi, mua mấy gốc kia hết rồi. Ủa, gốc này bằng nửa cùm tay luôn. Đây, nửa cùm tay. Được thì kiếm chậu lại bứng cho. Đang trồng mai vô cho. Đó. Chừa mấy cái vỏ lại cũng được. Này cỡ ngón tay chân cái. Đẹp lắm kìa. Gốc cuối cùng trong đu đủ rồi mà không năn nỉ gốc đó quá. Có ai mua sa kê quá. Coi gốc làm sao. Được 3 4 cây sa kê. Cái cây gì gì gì. Wow. Gốc này. Chia 3. Gốc này ra cái chia 3. Chẳng 3. Cái này chẳng 5. Chẳng 4. Cái này chẳng 4. Rồi, gốc này chẳng 3 luôn. Cái này bằng 2/3 cùm tay. Gốc này bằng 2/3 cùm tay. Wow, gốc này chú bứng dưới lỗ lên. Đó, nó hơi vàng một chút. Gốc bự lắm rồi nha các bạn. 2/3 cùm tay của mình luôn á. Gốc này nhỏ hơn một chút. Gốc này nhỏ hơn một chút. Ra chia rất là đẹp luôn. Xè đều ra các phía. Wow. Bạn nào
yêu thích một trong số những cây nãy giờ mình quay thì các bạn chụp màn hình rồi gửi qua số điện thoại Zalo giúp mình và mình sẽ báo giá chi tiết từng cây. Bây giờ do cái vườn chú đang thanh lý đại trà cho nên giá cụ thể thì mình có thể thương lượng inbox Zalo thương lượng cụ thể, tại vì đang thanh lý mà các bạn ơi, được giá là bán ngay. Đây còn mấy gốc này thì còn nhỏ, gốc này còn nhỏ lên chậu dưỡng, chủ yếu là thanh lý bán mấy cái gốc bự đang nằm dưới đất, đặng chú đặt mấy cái gốc mai xuống, chú đặt 200 gốc mai này xuống. Đó, hai gốc này như ý luôn các bạn. Wow, cái dáng nè, thẳng đứng lên rồi lên chẳng hai, rồi cái nhánh bên đây lên chẳng ba. Bán cây sake này luôn hả chú Bảy? Rồi ai mua sake bán luôn. Wow, gốc sake nè, sake chiếc. Gốc này chiếc hả chú Bảy? Đúng rồi, chiếc ra gãy tốt rồi đó. Dâm được đó, gốc sake chiếc. Dâm được khoảng mấy hả? Này nguyệt quế hả ta? Gốc này bán chua à? Em không có người già, mua bán luôn. Gốc này bán chua à? Mua cũng hơi chua à. Đại gia mới mua nổi. Đại gia mới mua nổi. Đó, cây này nói gì cho độc lắm nha, cây này độc lắm. Ồ. Cái này cái dáng cũng cái gốc này cái dáng cũng tầm tạm được. Uống mới gỡ gì chị. Mới gỡ gì chị còn giấu. Bây giờ phái mai vàng rồi. Trời, ông chuyển hệ rồi. Về vô, về ra chứ nó có về vô được đâu. Chứ vô có 1 mét mất mới gì thôi. Đâu phải bị ở ngoài, làm lộ ba lộ này ở ngoài. Nếu hết đất mới vô trong, còn đất là thức kè ở ngoài. Không, cái này có con kè, cháu có lý. Dư sữa ra, dư đâu có sao đâu. Trời ơi, mua mai gì vậy đó hả? Trời ơi, ổng mua mai bán đất mà. Ôi, mua về bán hả, là mua về trồng? Mua về trồng 10 năm nữa mới bán. 10 năm nữa già đi hết nổi rồi, lấy cây đó làm gậy đó ha. Bán ông dưỡng già chú. Rồi thì làm gậy. Bán hai cây là ông dưỡng già được rồi. Rồi mà ông dưỡng già cây mà ông cũng được nữa. Chống đi. Dưỡng già. Không nói khó lắm rồi. Mà cái đế nó bự quá sợ mình dỡ lên nổi thôi. Đâu có, dám nói ông sửa lại. Sửa có mua tiện ngang á thì được. Ông mua nhiêu cây ạ? 50 triệu đó. 50 triệu là rẻ đó. Giờ bán rẻ lại chú 100 đó. Giờ bán rẻ lại chú 100 triệu đó. Chiếc dùng banh trả lại 65 triệu đó. 100 triệu nha chú, chịu không? Giờ chia ngang rồi. Giờ chia ngang ổng đi mua khác lại. Đó. Toàn là gốc đẹp không mà. Tại vì tôi không biết sao không? Hồi xưa mình trồng mai không có biết cho nó ra rễ. Bây giờ mấy tay mà nó trồng ra nó cho ra rễ. Cái này mà gốc lớn lên hồ lô này như là cô bán gái không? Bán dữ dằn luôn đó, không phải ý nói cái hồ lô á, mấy cái nhà đại gia đó. Đúng rồi, nhìn gái dáng hồ lô. Nhìn dáng hồ lô đó. Đó. Đủ mà bây giờ ông đi dài dài nó trồng một người 4 công, 5 công, 3 công. Trồng mẹ anh bỏ mẹ đây mà cái này vàng đế đẹp mình tôi mới mua nè. Vàng đế đẹp. Mày mấy cánh chú bảy? Cái này mai dảo, mai vàng nè, gốc vàng không nè. Mấy cánh? À, 8 đến 12. Gốc vàng không đó chứ ông chồng mai thường là chết à, này mai dảo nè, đâm hết trơn rồi mai chồng à, đâm toàn bộ hết rồi. Nó bứng sẵn như vậy bán à? Đúng rồi, nó chở tới nhà mình luôn, làm qua tới đó mua nó về, nó tiền nó chi phí hết
là mình chỉ đưa nó 50 triệu là được. Là được nhiêu cây? 200, 250 cây. Nếu lựa là khoảng 600, nếu lựa vòng 1 á. Còn này mình mua hết là có tốt có xấu là nó để mình 300 cây. Nó còn nữa không? Còn nguyên. Chàng ơi, người ta vừa cả cọc mấy công mà. Còn chứ. Mua vậy? Ờ, mua nhiêu gốc? Đâu phải chỉ cho thằng bạn nó mấy bạn đi mua qua gặp tôi. Đâu có, bây giờ mua chú mua nhiêu gốc chở đây lẹ đi, về về cho chị nó tiện rồi sao không mua gốc khác. Nhưng mà có cái điều kiện gì rất là hay, mình làm hợp đồng với nó sau khi một tháng hoặc một tháng rưỡi, nếu mà có trục trặc gì là cây nào chết bỏ cây đó, trừ tiền hết, mình chỉ chuyển tiền nó phân nửa thôi. Chỉ tỷ 50 triệu trở chuyển 25 triệu nè mà đều ra toàn bộ chứ rồi. Mấy cây này làm gì chết? Ra chết rồi nè. Không có cây nào không ra. Qua tới nhà luôn. Rồi ăn thua giá cả cho ông coi mai trước. Trời ơi, ông mai nhỏ chứ không phải mình nói. Tự nhiên mua mai mà trong một mũ mà nhỏ hơn có dựng nhiều đây nè. 120 cây nó trời trời ông nội ông đi. Mai này người ta 4 năm rồi nè cha. Mai đúng rồi, gốc bự mà. 4 năm rồi. Cái thằng bán này nó nói là mai này 4 năm. Bự không khiếp không, cái bộ rễ nè. Bây giờ nó trồng nó để nó cho ra bộ rễ này nó hay lắm. Không phải, hồi xưa ông chồng nó không có ra được cái rễ bự như khoai mì này nè. Ta nói nghệ nhân là chồng không mà. Ta chồng nó săn sóc dữ lắm. Rồi hỏi ông săn sóc từ nhỏ 4 năm trời mà có 400, 300 ngàn mà nhầm gì. Người ta số lượng nhiều, nó giữ lắm tiền ông ơi. Nó thổi gì đó. Vô nó mới mau lớn. Ông thấy ngày mai lên đài không? 7 tỷ, 5 tỷ không à, nó chịu quá. Như ngày mai này, đây là ông vô chậu đây tới Tết là ra bung tàn là ông bán chịu chuyện bình thường. Cái chậu thêm 7 mấy ngàn. Ủa cái thân này ít gì cũng trụ, nhiều khi có lên đã cả chục năm á chứ không phải 4 năm mà được vậy đâu chú ơi. Dân biết chơi mai giờ biết liền. Chiếc với ông Banh trả từ 65 triệu nè. Sang ngang. Ờ ông Banh ông mới bán vườn bên bển ông mua chiếc anh hát đó. Thì ông mới nhậu tôi nè. Ông mới nhậu qua nè, ông không bây giờ ông sang lại tôi cho ông lời 15 triệu á. Ông do giờ mai ông quá trời, nó sung nó đâm tự quá trời. Nó thôi để chồng thôi. Đúng là người ta nghệ nhân, người ta kinh nghiệm mà bộ nghệ nhân, bộ rễ nè, để dưỡng bộ rễ. Ghê không? Mình mới mua rồi sau này nó lên mai bự mình mới dễ bán. Người ta trồng xong rồi cái người ta sắn xong rồi người ta vô bầu. Cây này nhỏ chứ có vỏ. Thấy người dễ là chưa? Tao tính bứng là trồng mai luôn, tao trồng vàng đi vô. Còn mấy bây giờ từ từ thì chú trồng mai đi nữa, bứng không gian sao cũng được. Nào mình muốn mua về lại. Giờ đang mày làm lộ. Lộ các thứ con không có chỗ để nữa nè chứ. Trời có nhiêu để con nữa. Trồng xa mấy công lận. Ví vô kiếm mai độc chiêu vô vậy dừng 50 chậu chơi. Cái độc chiêu này nè, mấy cái chiêu nhỏ có vỏ nè. Nghệ không? Gì lạ không? Nghệ nhân người ta làm mới được. Cái nào biết là để cái gì rồi nè, cái bộ ốc có chút nè. Xíu mà ổng ẹo rồi đó. Cái đó hình thú đó. Gốc có chút xíu mà ổng mèo nè. Cái này như củ nhân sâm nè. Đúng rồi. Mấy cái đó nó ông đưa vô cho. Nữ bây giờ cũng gành vậy ha. Trời ơi, dân mua bán kiển mà. Chị này ở đâu? Ở đây nè. Đó nè. Rồi tao mua bán qua tới bên Mỹ vẫn. Cái thằng này bán tới nước ngoài nè. Sáng, ban ngày là con đi làm giờ hành chính đó. Con bán là ban đêm. Bán tới bên Mỹ. Sáng là ghi đó. Tối đêm là ghi xong rồi. Sáng để nhà giao. Cái này nó đặc chiêu nè. Mai mốt giao bán cái này nè. Một cái nhánh là 50 ngàn, nhánh bự là 100. Chà gối, chà gối ta đó. À, cái chà là bây giờ là mình nước sôi đó. Nước sôi à. Chú để cái lá tư vô uống. Là giải đi. Độc gan, sỏi cái gì mát gan. Rồi gì nhiễm mỡ. Tướng ông uống được. Thơm quá ha. Trời ông này ông không đi bắt, đi mà bắt mấy chà gối là gặp nè. Trời ơi, mình uống trà không gì? Ở ngoài Bắc cây này nhiều chú. Đị mẹ nguyên cây trà mày bắt nguyên cái cây này uống biết nào hết trời. Hết thì chấn luôn. Hồi nhỏ là mót từ lá đó. Bây giờ mấy ông đi chấn chung. Nửa cây này bự rồi chú chiết ra. Ừ. Rồi nó trả bứng luôn gốc 30 triệu đó. Dạ. Đúng luôn nha. 30 triệu. Ừ. Thì nó bán con gốc 60 ngàn đó. Yeah. 60 ngàn nhánh nhỏ nhỏ gì đó. 30 triệu rồi à. Chiếc nhánh à. Gọi cái gốc coi. Trời. Cái gốc lớn rồi đó. Đó cái gốc này. Cái cây này hồi đó mình mua ở đâu? Mày bắt con bạn rồi. Gốc này đường kính chắc cỡ 15 quá.
dính này bự rồi cái ơi, có bốn tay rồi. Bốn tay gì ha, 40. 40 cm. Thì ông muốn mua thì qua đây tôi mua, ông muốn lựa dòng 1 thì mắc. Dòng 1 tôi dòng 2 nè. Dòng 1 á. Dòng 1 là từ 500 ăn lên. Ở con hái vài lá gì con bỏ vô nước coi. Đúng rồi, ông mua nhiêu thì ông lấy hết rồi đưa nè, chừng nào có gì ông cho. Hái tôi một trang pin rồi, dễ mai đi có gì lại đây. Này có miếng giấy không gì vậy? Nữ mình hái 9 lá đi. Trời ơi cũng nữ 9 lá. Đúng là mẹ là lá thôi đó tiền. Đâu phải cái pin nó hết. Làm ăn mà điện thoại lúc nào cũng phải xí cua chứ đâu chú. Đâu phải cái pin. Nhưng mà pin cũng vậy nữa chú, mua cục pin dự phòng nha chú. Đâu có ba cái điện thoại trời đất này mà giữ cái ít gì. Tôi quốc dược nha. 9 lá. 2 lá nữa là đủ 9 lá. Trời ơi giao lưu vậy còn gì nữa. Giao lưu là gì có trà vối uống. Muốn gì quá. Bây giờ nói trước, anh em bán ông giao ông tới chỗ luôn ăn 10.000 cây thôi. Ừ. À, tiền ship đó. Dạ, tôi làm cũng như mà không phải là mình nói mà làm giùm là biết làm rồi. Đúng rồi. 10.000 là chỗ tình nghĩa. Là mình cũng phải đổ xăng cổ rồi đi chứ. Cũng phải điện thoại. Dạ, điện thoại xăng cổ rồi chứ. Lấy ông 10.000 cây thôi. Là để tính giá gốc tính cho ông 10.000 cây. Chú người ta hay nói. Người ta hay nói tình nghĩa là tỉa 1.000 đó. Cây trà vối quá quá lớn trả 30 triệu mà chú Bảy chưa bán. Đang biết chi ăn nữa nó lên mình phân chi lại nữa. Cây này ngon nè, không nữa dùng một bán 300 dám là mua vô 300 rồi. Ủa nãy chú nói 250 mà mua xô rồi lựa dòng một mà không phải là lựa một mà chiếc nó lựa 800.000 cây vô bán đó. Trời ơi cái mấy cây này làm sao không phải mấy cây nhỏ rồi sao em xô mà mua hết lọt là 250 rồi tiền ship tiền xe về tiền về 10.000 cây đó. Đúng rồi 10.000 cây ông trang con vậy con ship đi con tính không lấy cái đó vậy cây. Chơi mua nó 800.000 rồi mua lẻ ăn cây 800 ăn nhầm 800, gì xong vô chậu là 1 triệu à. Đúng rồi. Ông dưới Định Hòa quá trời bữa mấy bữa nay ổng ông đem ra đẹp. Không phải mai ổng mua ở vườn này nè có coi rồi không có đẹp ngay chân Định Hòa biết toàn là gốc suông chứ không đó. Gốc suông như cây mai tôi kìa mai này tại đó nó chơi ông phải giờ bạn nào chia 800.000 chú Bảy chia nha. Tới tận nơi lấy bạn nó mới bán nó mua chiếc anh hát đó đúng rồi người ta làm ăn người ta tin tưởng đã hít qua cái bình hồ lô đó hồ lô vàng ta kêu hồ lô vàng dạ đó là hình mai thú. Vàng hình thú hình hồ lô hình thú phân chi đều luôn nè phình gốc nữa nè dạ này không biết chơi mai này là mai giảo người ta gốc vàng luôn nè ở đây đâu có mai giảo ở đây chỉ mai thường mình thôi không có cái gốc vàng như không nhìn đó. Hay ha ra bình hồ lô đây quẹo xuống đây nè không thấy à đâu phải tôi nói chơi đâu đâu phải nổ đâu mai giảo mà nó bị nứt ra gì là mai đang lớn ở đây mà chú Bảy dưỡng ra là bự một cái bán để chắc để dưới cửa ngon cây nào hên nó hút tài lộc hình hồ lô nè nè cây này là 450 nè nó lên mạng nó bán 450 nè đúng rồi 400 không phải nó bán hàng kè gì đâu nếu ông lựa một cây á là giá tại gốc nó là mình lấy xô tại vì không nè giao lưu có trà uống là phải trà vối nước nước trà, sôi để vô trà vối này lâu lắm luôn để không nước phải sôi là để vô. Lớn là mắc tiền mà phải có giá trị hình dáng nó cái bộ gãy nó ăn thua là bộ gãy chứ ví dụ mắc rẻ phải không ví dụ lớn ăn thua là bộ gãy mấy cây mai này mà bình thường trồng cũng khoảng 5-6 năm mới được nè lúc nó cắt nó chét thuốc hết rồi chứ không chét thuốc mấy này hay quá thấy nó không chét thuốc mà lên bình thường mấy này hay lắm nó tưới kích thích chứ này không phải tưới kích thích trước khi nó bứng mai là nó móc ra bộ rễ này khoảng 1 tháng nó mới trở lại bứng đặng cho nó vững cái bộ mền chứ mình móc ra mình làm liền là nó không có vững bộ mền cái này mình trồng là nếu nữa mình trồng là y gan khoai mì mình phải nhét cái này cho nó nằm trên kìa cái mặt này nằm ngang với cái mặt bầu
là nữa cái này nó phình ra nữa dừng nữa nó bự ha, nó phình sao ra. Mình không giấu nó cũng như khoai mì cho nó bự, trời trời không để cho nó bự ta đưa cái đó lên là giá trị không, cây mai mà nó đẹp gốc rồi ha, ông ta ông thấy cái